Cục An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã mở cuộc điều tra chính thức đối với hai hãng xe Hàn Quốc là Hyundai và Kia để xem xét liệu các hãng xe đã thực hiện đầy đủ 3 đợt triệu hồi đối với các xe bị lỗi động cơ hay chưa. Giới chức Mỹ mới đây đã mở một cuộc điều tra chính thức đối với việc triệu hồi gần 1,7 triệu xe ô tô của hai hãng xe Hàn Quốc là Hyundai và Kia liên quan đến lỗi động cơ. Vào năm ngoái, một kỹ sư của Hyundai đã tố cáo các lỗi của hai hãng xe lên Cục An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ và cho rằng các hãng xe đã không hành động đủ để giải quyết lỗi động cơ có thể dẫn đến tai nạn. Cục này sẽ phạt các hãng xe nếu điều tra cho thấy ba đợt triệu hồi không được thực hiện đầy đủ ở Mỹ đối với tất cả các xe thuộc diện triệu hồi. Một phát ngôn viên của Hyundai ở Seoul cho biết, công ty đã tiến hành triệu hồi theo quy định và quy trình của Mỹ và sẽ hợp tác thành thật với quá trình điều tra. Vào năm 2015, Hyundai triệu hồi 470.000 mẫu xe Sonata ở Mỹ vì lỗi động cơ có thể dẫn đến việc xe bị tắt máy khi lưu thông trên đường và tăng nguy cơ tai nạn. Vào thời điểm đó, chi nhánh của hãng Hyundai là Kia đã không thực hiện việc triệu hồi với các hãng xe có cùng động cơ Theta 2.